Kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Tin Mới. Chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe để đón xem những thông tin mới nhất, nóng nhất và chính xác nhất mà kênh Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị ngay sau đây. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, vừa qua trên mạng xã hội xuất hiện hai video clip ghi lại cảnh hai người đàn ông bị tấn công ở trên tàu cá. Nội dung đoạn clip khiến người xem rùng mình, cảm thấy sợ vì cảnh tượng quá hãi hùng. Ngay sau khi clip được lan truyền rộng rãi, thì cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc xác minh và cho biết danh tính của ba nghi can gây ra hành động tàn nhẫn này. Danh tính ba nghi can tấn công dã man hai ngư dân. Những ngày qua, hai đoạn clip ghi lại cảnh hai người đàn ông mặt mũi sung húc bị một nhóm người tấn công vào nhiều bộ phận trên cơ thể đã khiến cho dư luận hết sức phẫn nộ. Hình ảnh của hai clip cho thấy vụ việc trên xảy ra ở tàu cá ở ngoài biển, nghi ngờ ở Cà Mau hoặc Kiên Giang. Trong đó có một đoạn clip được đăng trong một trang fanpage về Cà Mau với nội dung "Có ai biết vụ này không? Nghe nói ở Cà Mau, mong báo cho công an biết." Riêng tài khoản Facebook LT đăng đủ hai clip nhưng sau đó đã được gỡ bỏ. Theo đó, đoạn clip thứ nhất dài 2 phút 4 giây, ghi lại cảnh người đàn ông mặc áo thun xanh, môi bị sưng húp, bị hai người đàn ông khác tấn công. Họ dùng kim bấm vào môi và ngón tay và cả vùng nhạy cảm. Nhưng sau lần bị dùng kim bấm, nạn nhân chỉ biết la lên từng cơn và năn nỉ, tha cho tôi đi Hùng, tha cho tôi đi Hùng. Tuy nhiên, người này vẫn không dừng lại hành động của mình. Trong khi đó, nạn nhân đau đớn, khóc la, gãy tay rồi trời ơi, gãy tay luôn rồi. Đoạn clip cũng cho thấy những người xung quanh không có hành động can ngăn mà còn tham gia hăm dọa nạn nhân. Từ đây trở lên, mày kêu đến tên tao, tao đánh mày liền. Bên cạnh đó, nội dung clip còn có đoạn một người hỏi nạn nhân ăn cơm chưa, nạn nhân nói chưa thì có giọng nói chen vào, lấy phân ăn đi. Bị làm nhục như thế nhưng nạn nhân không dám nói tên người tấn công mình. Mặc dù những người trên tàu liên tục gặng hỏi thằng nào, nhưng người đàn ông luôn trả lời không có ai hết. Người kia vẫn không chịu dừng mà tiếp. Ở đây ba thằng, thằng nào cũng có tên, phải nói thằng nào. Nạn nhân vẫn nói không có ai. Ở clip thứ hai, nạn nhân mặc áo thun xanh bị một thanh niên dùng kìm bấm vào tay trái và một người lớn giọng hỏi, tao nói mày có sai không? Nạn nhân lý nhí đáp, sai và trả lời không có ai hết. Giờ vô là tôi không có nói cái gì đâu, mấy anh không có gì sai hết. Từ đây tới lúc vô không có chuyện gì hết. Sau đó, người đàn ông này tiếp tục bị các đối tượng dùng kim bấm vào lỗ tai. Tối ngày thứ Tư, ông Nguyễn Văn Đen, Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông Cà Mau cho biết đã tiếp nhận thông tin phản ánh về clip người đàn ông bị hành hạ dã man gây bức xúc nói trên và cho biết đang rà soát xác minh. Đến ngày thứ Năm, ông Trần Tuấn Công, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau cho biết clip này đã cũ vào khoảng tháng 5 năm 2021. Ông Công thông tin thêm, hiện tại chúng tôi đã báo cáo vụ việc với Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau. Đến thời điểm này, Công an huyện Trần Văn Thời xác định được 3 nghi can và 2 nạn nhân có liên quan đến vụ việc. Cụ thể, 2 nạn nhân là ông Trương Văn Trung sinh năm 1975, huyện U Minh Thượng, Kiên Giang, cư trú tại huyện Trần Văn Thời, Cà Mau và anh Lê Văn Bình sinh năm 1992, quê Kiên Giang, cư trú tại huyện Trần Văn Thời. Danh tính 3 người liên quan gây thương tích gồm Nguyễn Công Toàn sinh năm 1988, cư trú thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, Nguyễn Văn Tị sinh năm 1988, ngụ xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, Nguyễn Văn Hùng sinh năm 1984, ngụ thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Sau khi theo dõi clip, dư luận cảm thấy phẫn nộ bởi hành động tàn nhẫn, mất nhân tính của các đối tượng. Nhiều người xem để lại bình luận, dù với bất cứ lý do gì thì cũng không được phép hành động tàn nhẫn như thế. Hay cùng là con người với nhau, tại sao có thể ra tay đến mức này? Hầu hết mọi người đều cảm thấy rùng mình vì hình ảnh quá sức tưởng tượng, thương nạn nhân và bức xúc vì hành vi quá khủng khiếp. Tại sao vẫn chưa xử lý vụ việc dù đã qua 6 tháng? Đã 6 tháng trôi qua, vụ việc tưởng chừng rơi vào quên lãng, nhưng nay nhờ hai đoạn clip được đăng tải, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra. Theo dõi vụ việc, dư luận tò mò, vậy trước đó bị tấn công trên tàu như thế nào, hai nạn nhân vẫn không tố cáo như lời hứa hay sao? Tại sao đến nay vụ việc vẫn chưa được xử lý? Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Trần Văn Thời, vào tháng 5 năm 2022, hai ngư dân đã đến công an thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời trình báo việc bị gây thương tích trên tàu cá biển kiểm soát BT 97993TS
Cụ thể, trong hai ngày 28 và 30 tháng 5, hai ngư phủ Trương Văn Trung, 47 tuổi, ngụ xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang, tạm trú tại thị trấn Sông Đốc, Trần Văn Thời, và ông Lê Văn Bình, 30 tuổi, ngụ huyện An Biên, Kiên Giang, tạm trú không cố định tại thị trấn Sông Đốc, Trần Văn Thời, đến công an thị trấn Sông Đốc trình báo về việc bị Nguyễn Văn Tị, 34 tuổi, Nguyễn Công Toàn, 34 tuổi và Nguyễn Văn Hùng, 38 tuổi, cùng ngụ huyện Trần Văn Thời, gây thương tích trên tàu đánh bắt thủy sản mang biển kiểm soát số BT97993TS. Theo đó, ngày 4 tháng 1, tàu đánh bắt thủy sản trên do bà Phạm Thị Hà làm chủ xuất bến ra biển hoạt động tại cửa Sông Đốc. Trên tàu có tất cả 7 thuyền viên gồm Nguyễn Công Toàn, con trai bà Hà, tên được gọi là To, làm tài công, Nguyễn Văn Hùng, Đoàn Văn Hùng, Trương Văn Trung, Phạm Chí Cường, Nguyễn Văn Của và Nguyễn Văn Tị. Sau đó, Đoàn Văn Hùng không làm biển được nên theo tàu khác vào bờ. Bà Hà thay thế Lê Văn Bình ra biển hoạt động cùng các thuyền viên khác. Sau khi ra biển, tàu hoạt động bình thường đến ngày 23 tháng 5. Trung bị To, Tị và Hùng gây thương tích lỗ tai phải, gãy 4 cây răng, dập môi, gối phải. Ngày 24 tháng 5, Bình bị To, Hùng gây thương tích trên cơ thể tại vùng bả vai phải và gãy một cây răng. Tuy nhiên, qua quá trình làm việc, Bình và Trung không yêu cầu xử lý hình sự mà yêu cầu bồi thường tiền thuốc điều trị. Công an thị trấn Sông Đốc đã 3 lần yêu cầu bà Hà đưa tàu vào bờ để làm rõ vụ việc, nhưng bà này chưa đưa tàu vào bờ nên không làm việc được với các đối tượng trên tàu và chưa xử lý được vụ việc. Vừa qua, công an huyện Trần Văn Thời nắm được thông tin được đăng tải trên báo về vụ việc người đàn ông bị tấn công trên tàu cá. Theo cơ quan chức năng, hiện phương tiện đánh bắt thủy sản BT97993TS còn đang hoạt động trên biển. Còn hai nạn nhân là ông Trương Văn Trung và ông Lê Văn Bình cũng đang đi biển trên tàu khác chưa vào bờ. Hiện công an huyện Trần Văn Thời đang phối hợp cùng đồn biên phòng Sông Đốc yêu cầu bà Phạm Thị Hà đưa tàu vào bờ để cơ quan chức năng làm việc với những người có liên quan. Nếu vụ việc có dấu hiệu phạm tội, cơ quan công an tiếp tục nhận tin báo khởi tố điều tra theo quy định của pháp luật. Dưới góc nhìn pháp lý, luật sư Nguyễn Thế Thọ, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, dựa vào đoạn clip có thể thấy có dấu hiệu của tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác theo quy định tại điều 134 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 hoặc về tội theo quy định tại điều 140 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 1, điều 155 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2021, thì trong 9 trường hợp cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng chỉ được khởi tố vụ án hình sự khi có yêu cầu của bị hại. Như vậy, có thể hiểu rằng nếu không có yêu cầu của bị hại thì vụ án không có căn cứ khởi tố vụ án. Trong các trường hợp này, có trường hợp phạm tội theo khoản 1, điều 134 Bộ luật Hình sự về tội cố ý gây thương tích và gây tổn hại sức khỏe của người khác. Do đó, trong vụ việc trên, để xác định có căn cứ khởi tố vụ án về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác hay không, thì cơ quan công an cần tiến hành giám định tỷ lệ thương tật của bị hại để xác định có phạm tội theo khoản 1 điều 134 Bộ luật Hình sự hay không. Trường hợp kết quả xác định hành vi phạm tội không thuộc khoản 1 điều 134 mà phạm tội theo khoản 2 trở đi thì dù bị hại không yêu cầu xử lý hình sự nhưng cơ quan công an vẫn khởi tố vụ án. Bên cạnh đó, cơ quan công an có thể điều tra thêm để xác định có dấu hiệu của tội theo quy định tại điều 140 Bộ luật Hình sự. Tội này dù bị hại không đề nghị bị xử lý hình sự thì cơ quan công an vẫn khởi tố nếu có dấu hiệu phạm tội. Luật sư Thọ cũng cho biết thêm, trong trường hợp không xử lý hình sự thì hành vi của những người tham gia tấn công hai người dân sẽ bị xử lý hành chính theo quy định tại điểm A khoản 5 điều 7 Nghị định 144 năm 2021. Những thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm bao gồm chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe, thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút. Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị. Từ khi nạn nhân trình báo đến nay đã gần 6 tháng, thế nhưng vụ việc vẫn chưa được xử lý. Cho đến khi hai đoạn video clip được đăng tải và gây xôn xao trên mạng xã hội, dư luận bày tỏ ý kiến phải xem đây là vụ việc nghiêm trọng có biện pháp xử lý nặng tay những đối tượng có hành động tàn nhẫn. Bên cạnh đó, nhiều người còn bày tỏ ý kiến dù nạn nhân không yêu cầu xử lý, cơ quan chức năng cần truy cứu tới cùng để ngăn chặn vụ việc xảy ra. Và liệu ngoài hai nạn nhân này còn có những nạn nhân nào khác cũng chịu cảnh tương tự hay không? Thưa quý vị, theo dõi vụ việc, ai cũng cảm thấy bức xúc, phẫn nộ trước những hành vi mất nhân tính của các đối tượng trong clip. Đến đây, dư luận đặt ra câu hỏi rằng,
nếu tàu cá có các đối tượng trong vụ việc tiếp tục không chấp hành yêu cầu, không vào bờ để xử lý vụ việc, cơ quan chức năng sẽ thực hiện biện pháp nào? Nguyên nhân của những hành động tàn nhẫn này là gì? Tất cả những tin tức mới nhất liên quan được chúng tôi tiếp tục cập nhật. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đến đây xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất cho những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.